lính 60 và 70 tuổi ra đầu hàng quân đội Nga. Ukraine đưa quân từ Bakhmut đến tiếp viện ở Avdiivka. Ukraine thừa nhận không hoàn toàn kiểm soát được Grabutino. Israel tấn công mục tiêu ở Liban, chiến sự Trung Đông nóng rực. Nghi vấn Hamas có bản đồ chi tiết về các thị trấn căn cứ của Israel. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong tuyên bố mới nhất, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc trong thảm họa. Theo lời ông Nebenzia, trong vài ngày qua, quân đội Nga đã chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công trên toàn mặt trận. Chính vì thế, cuộc phản công quy mô của Ukraine đã chính thức chấm dứt. Ông cho biết, Thật không may, cái giá phải trả cho cuộc phản công là chục nghìn tân binh Ukraine đã thiệt mạng. Hầu hết trong số họ không muốn chiến đấu. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, quân đội Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc bổ sung quân ngũ khi xuất hiện những người lính 60 và 70 tuổi ra đầu hàng quân đội Nga. Ông Vasily Nebenzia cảnh báo, kỳ ép sắp hết những thanh niên 25 tuổi hay những người già 45 tuổi. Vì vậy, rõ ràng, đến lượt những người già đang được biến thành bia đỡ đạn. Ngày 13 tháng 10, ông Jan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Donetsk ly khai cho biết, các lực lượng Ukraine đã chuyển quân dự bị từ thành phố Bakhmut đến tiếp viện cho thành phố Adipka sau các cuộc tấn công của Nga. Ông Gazin nhận định hành động này là liều lĩnh và gần như vô ích, kéo quân dự bị từ khu vực này sang khu vực khác sẽ không dẫn đến chiến thắng mà chỉ gây tổn thất mới về nhân sự. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của nhóm lính Nga, Battle Group Center, ông Alexander Savchuk cho biết, quân Nga ngày qua đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Ukraine, làm đối phương tổn thất đến 40 binh sĩ. Theo tờ The Guardian, giao tranh ở thành phố Avdiivka đã bước sang ngày thứ tư khi Nga phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng. Các binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tỉnh Zaporizhia cho biết, lực lượng của họ có thể bị tiêu diệt 100% nếu di chuyển vào ban ngày và thừa nhận không hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng Raportino. Khi Ukraine tuyên bố đã chiếm được làng Rabotino, thông điệp của họ gửi tới thế giới là họ đã tìm ra cách để chọc thủng phong tuyến của Nga ở mặt trận phía Nam. Theo thường thuật của AFP, đã 6 tuần trôi qua, không có bước đột phá nào như vậy trở thành hiện thực và các binh sĩ thuộc lữ đoàn 65 của Ukraine dẫn đầu cuộc tấn công thừa nhận họ không hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng. Việc chiếm lại ngôi làng nhỏ ở tỉnh Zaporizhia được công bố vào tháng 8 như một thắng lợi chiến lược trong cuộc phản công. Tuy nhiên, 8 binh sĩ Ukraine tham gia cuộc giao tranh cho hay lực lượng của họ đang tiến chậm với tổn thất nặng nề trước quân đội Nga cố thủ sau các vị trí kiên cố họ phàn nàn về việc thiếu nhân lực, đạn dược và máy bay không người lái. Đối với Igor Karoy, chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 65, việc tuyên bố tái chiếm làng Rabotino ngày 28 tháng 8 chủ yếu là một động thái truyền thông vì ngôi làng bị Nga chiếm giữ từ đầu cuộc chiến không có giá trị chiến lược. Ông Karoy cũng cho biết, binh sĩ của ông vẫn không thể di chuyển tự do quanh khu vực vì hỏa lực của Nga. Mặc dù họ nắm giữ lãnh thổ, nhưng đây cơ bản vẫn chỉ là vùng xám giao tranh. Dù lực lượng Nga không còn ở Rabotino, nhưng khu vực này vẫn nằm trong tầm bắn của họ, nên các hoạt động bộ binh quy mô lớn bằng xe bọc thép là không thể. Chỉ huy Lữ đoàn 65 Ukraine cho biết, di chuyển ban ngày đồng nghĩa với cái chết 100%. TASS đưa tin, ông Sergei Zibinsky, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng phía Tây, ngày 14 tháng 10 cho biết, máy bay chiến đấu Su-34 đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào các trạm chỉ huy, quan sát và các điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại các khu vực theo hướng Kupyansk. Ông Zibinski tuyên bố, theo hướng Kupyansk, các phi đội máy bay tiêm kích bom Su-34 của nhóm lực lượng phía Tây đã thực hiện 5 cuộc không kích vào các trạm chỉ huy, quan sát và các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 41 và 43 Ukraine. Sĩ quan này cho biết thêm, tổng thiệt hại của Ukraine là 4 khẩu đội súng cối, một hệ thống tên lửa phòng không Stella-10, một pháo D-20 và một UAV. Trong chuyến thăm cảng Odessa ở biển Đen, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cam kết sẽ cải thiện khả năng phòng không của Ukraine và tăng cường an ninh cho hành lang nhân đạo xuất khẩu ngũ cốc. Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv đang nỗ lực củng cố vị trí của mình ở biển Đen để có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc, đảm bảo nguồn thu ngân sách sau khi chi tiêu quốc phòng tăng vọt vì xung đột với Nga. Thủ tướng Rutte cam kết Hà Lan sẽ cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot để giúp Ukraine tự vệ trong mùa đông. Ngoài ra, Hà Lan cũng sẽ giúp Ukraine mua tàu tuần tra để giúp đảm bảo an toàn cho tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc. Hà Lan đã hỗ trợ Ukraine về cả tài chính và quân sự kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời dẫn đầu nỗ lực đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Putin đã bình luận về thông tin vũ khí Ukraine trong tay tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza-Palestine. Ông cho rằng vũ khí này có nguồn gốc liên quan tham nhũng hơn là chuyển giao có chủ ý. Ông Putin cho biết, chúng tôi biết mức độ tham nhũng ở Ukraine rất cao. Thị trường chợ đen phát sinh khi có nhiều người muốn mua và ở Ukraine có nhiều người muốn bán. Ông khẳng định người Ukraine chắc chắn bán vũ khí trên thị trường quốc tế thông qua các nước ở châu Phi và Trung Đông. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, họ thậm chí còn bán vũ khí cho Nga, thế nên không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev là người đầu tiên nói rằng các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev đã tới tay các lực lượng Hamas và hiện đang được sử dụng nhiều trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Đáp lại, Ukraine cho rằng Nga đã gửi vũ khí thu được ở Ukraine cho Hamas để khiến các nước có cái nhìn xấu về Ukraine. Israel và Hamas không lên tiếng về các thông tin trên. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban để đáp trả cuộc xâm nhập vào không phận Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 13 tháng 10 tuyên bố tấn công các vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền Nam Liban. IDF thông báo trên Telegram: "Chúng tôi đã tấn công một mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban để đáp trả sự xâm nhập của các vật thể bay không xác định vào Israel và bắn vào một máy bay không người lái của chúng tôi. IDF đã chặn vật bay sau khi vật thể này xâm nhập và khai hỏa vào máy bay không người lái." Cuộc tập kích của Israel diễn ra sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel vào thời điểm thích hợp. Phó thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qasim bác bỏ lời kêu gọi Hezbollah đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas. Các chiến binh Hamas đã tràn vào miền nam Israel từ giải Gaza hồi cuối tuần trước, mang theo bản đồ chi tiết về các thị trấn và căn cứ quân sự mà họ nhắm đến một số còn mang theo bản hướng dẫn giúp xác định các điểm yếu trên xe bọc thép của quân đội Israel. Các tài liệu viết bằng tiếng Ả Rập đã được dân thường, binh sĩ và nhân viên cứu hộ Israel tìm thấy tại những địa điểm xảy ra các vụ tấn công hoặc trên thi thể của chiến binh Hamas. Khi tổng hợp lại, các tài liệu này cho thấy Hamas ngay từ đầu đã đặt mục tiêu không chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, mà còn nhắm vào mục tiêu dân sự và bắt giữ con tin. Ngoài ra, chúng cũng là bằng chứng về quy mô thu thập tin tình báo và quy mô kế hoạch hành động của Hamas một tài liệu dài 14 trang được đóng dấu tuyệt mật bằng tiếng Ả Rập và đề ngày 15 tháng 6 năm 2023 đã mô tả kế hoạch xâm nhập khu vực Mifasim gần dài Gaza và bắt cư dân làm con tin. Bản kế hoạch viết, hai đội gồm 5 người và một chỉ huy sẽ thực hiện chiến dịch vào giờ S ngày Y. Bản thảo cũng bao gồm bản đồ và hình ảnh chụp từ trên không của Mefasim, kèm theo lời cảnh báo rằng quân đội Israel đóng quân gần đó có thể đến Mefasim trong vòng 3-5 phút. Ngày 13 tháng 10, một nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Israel ở Trung Quốc bị thương trong vụ đâm dao ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Israel xác nhận nhà ngoại giao bị tấn công trên đường phố và tình trạng hiện nay đang ổn định tại bệnh viện. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vai và ngực. Sau đó, nạn nhân ngã xuống đất và kẻ tấn công rời khỏi hiện trường. Video cũng cho thấy vết máu trên mặt đất. Trong một video khác, ca nhân chứng nói với cảnh sát đồn Siyanli rằng kẻ tấn công có vẻ không phải là người Trung Quốc. Nạn nhân nói với cảnh sát rằng ông làm việc tại đại sứ quán Israel và được đưa đến bệnh viện trên xe cảnh sát. Ngày 13 tháng 10, Burkina Faso cho biết, nước này đã ký một bản ghi nhớ với Nga để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. The Moscow Times dẫn tuyên bố của chính phủ Burkina Faso cho biết, chính phủ Burkina Faso đã ký một bản ghi nhớ về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Nước này nhấn mạnh, việc xây dựng nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dân Burkina Faso, nơi chưa đến 1 phần tư dân số có điện dùng. Bản ghi nhớ được ký tại tuần lễ năng lượng Nga ở thủ đô Moscow với sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Burkina Faso. Theo tuyên bố, thỏa thuận trên đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso, đại úy Ibrahim Traore, với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi được tổ chức ở thành phố Saint Petersburg hồi tháng 7 vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin chào và hẹn gặp lại